quyển 1 chương 1, tiểu sinh đang đến, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Phong hoa cốc buổi sớm mai bắt đầu câu chuyện bi hài từ đây chàng trai ôm mối thù đầy một thân thoát khốn vòng vây quân thù đề tự. Bé mỡ trời đang vào mùa hè, phong hoa cốc âm u và hoang vắng vì vậy nơi đây rất ít người đặt chân đến, xa xa có thể thấy những hàng cây mọc vươn cao như muốn chạm vào chân trời. Cỏ mọc um tù một màu xanh thăm thẳm, cảnh sắc như tranh vẽ. Ở bên mé sườn đông của Sơn Cốc, có một chỗ được gọi là Kỳ Gia Từ Đường, trong cái sân nhỏ có mấy bụi trúc mọc túm tụm lại với nhau làm khung cảnh nơi đây xanh mơn mờn. Đi khoảng 2-3 dặm về hướng tây phía trên sườn núi, chính là khu đất tọa lạc của Kỳ Gia Thôn, nơi sinh sống của hơn 10 hộ gia đình buổi chiều ngày hôm đó, thời tiết nóng nực oi bức, một cơn gió thổi qua cũng không có, toàn bộ sơn cốc im ắng tĩnh lặng không một tiếng động cảm giác như mọi vật chìm sâu vào trong giấc ngủ. Kết, trong khoảng khắc ngắn ngủi, từ đường đang yên tĩnh, cánh cửa đột nhiên cửa mở rộng, có người đang ôm theo một đứa bé chạy ra ngoài, bảy môn tám miệng lớn tiếng quát. Tiểu Đông, không muốn nghe giảng bài thì thôi, sao lại còn nghịch ngợm quậy quá trong lớp, thước của ta sẽ hầu hạ ngươi, người này tự xưng mình hai chữ tiên sinh. Là một thư sinh trẻ vẻ mặt búng ra sữa tuổi tác chừng đôi mươi, tóc trên đầu quấn thành búi, đang mặc một chiếc áo vải dài màu xanh, hai gò má gầy gò, lông mày hình kiếm dài và đậm, mũi phẳng hai mắt linh hoạt có thần, cộng thêm làn da trắng trẻo, nhìn sơ qua thì thấy có phần thanh tú nhã nhặn, nhưng lúc này sắc mặt của hắn rất khó coi, khuôn mặt méo mó tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hai tử đang bị sách lỗ tai khoảng 6 hoặc 7 tuổi thân thể khỏe mạnh mặt mày kháo khỉnh, tay giữ lấy ba bím tóc nhỏ le que dựng đứng trên đầu nhe răng nhếch miệng không chịu khuất phục kêu lên ái ra, tiên sinh ngài nếu dám đánh, ta nhất định đi tìm tổ phụ ra ra tố cáo, trong nháy mắt trước cửa lớn lại chạy ra liên tục bốn năm đứa bé nữa. Đứa nào đứa này khuôn mặt đang tươi cười tỏ vẻ tinh nghịch và vô cùng bướng bỉnh. Thư sinh trên tay phải cầm một thanh thước dài, dơ lên cao, tức giận nói. Muốn tố cáo thì cứ đi mà tố cáo. Tiên sinh ra ra hôm này mà không dạy dỗ được bọn hư hỏng bất trị các ngươi thì ta cuốn gói xéo đi luôn cho rồi hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của hai tử muốn tiến hành trừng trị. Không ngờ được tiểu giả hỏa này rất lanh lợi, thuận thế theo cánh tay vừa đưa lên của thư sinh, đứa bé đột ngột phóng ra một đạo hồng quang bắn thẳng vào khủy tay của thư sinh. Đó là một con rắn nhỏ dài giống như một cây thước kẻ toàn thân được bao bọc trong hỏa diễm rực rỡ, xuất hiện đột ngột đến dọa người thư sinh quá hoảng sợ không kịp suy nghĩ dưới tình thế cấp bách theo bản năng vôi vàng buông đứa bé và cây thước trong tay ra để tránh né thoát thân hải tử thò tay túm miệng huýt sáo nghe thấy hiệu lệnh con rắn nhỏ như một ánh lửa nhỏ đang lơ lửng trên không nhanh chóng quay ngược trở về bay vào trong tay áo của đứa bé nó cười đắc ý rồi quay đầu bỏ chạy mấy hài tử mồm miệng cười tâu tuét thấy vậy cũng hùa theo bỏ học, chạy theo tên nhóc đó, bỏ mặc thư sinh vô cùng chật vật ở lại với khuôn mặt còn đang sợ hãi. Xoa xoa vết thương nơi khủy tay nhìn lũ trẻ một cách bất lực. Có tiếng cười nói đằng sau truyền đến. Ha ha, lũ trẻ trên núi này quả thật hồn nhiên không sợ trời sợ đất lại còn dám đem theo con rắn xích diễm coi như món đồ chơi thư sinh lòng còn đang phiền muộn, hai mắt khẽ đảo. Kỳ tán nhân, thấy bộ dạng ta như vậy ngươi vui lắm hả, không nên cười trên sự đau khổ của người khác chứ. Trước cửa từ đường, xuất hiện một nam tử khoảng 50 tuổi, dâu tóc trắng xám, tướng mạo gầy gò, khoác trên mình một bộ đạo bào có phần rách nát tay hắn chống cây gậy gỗ có lẽ là do tuổi tác còn lớn hơn nhiều so với dáng dấp ấy hoặc cũng có thể là bị thương nên đi đứng vô cùng khó khăn hắn lắc đầu xem thường nói phải làm tấm gương sáng cho người khác noi theo phải tùy theo khả năng từng người mà dạy từng bước giáo dục mới là đạo như người tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa tuyệt đối không phải người được dạy dỗ từ nhỏ con nhà ra giáo Thư lỗi cho ta nói thẳng, ngươi cần gì phải làm khó chính mình. Thư sinh bị người ta đụng trúng điểm yếu, vội vàng buông lời giải thích. Bổn công tử làm vậy chỉ kiếm miếng ăn, đúng là cuộc sống không dễ dàng chút nào, đành vậy, lão giả họ Kỳ, không biết tên gì, tự xưng tán nhân, nghe nói lão là một đạo sĩ lang thang khắp nơi. Bởi vì am hiểu y đạo cùng thuật bói toán, cũng dựa vào cùng họ với thôn dân Kỳ gia, nên được cất nhắc vào việc trông coi từ đường thư sinh đồng dạng cũng là dân lang thang tư xứ đến đây, tạm thời không có chỗ để đi. Thấy hắn có chút kiến thức vì vậy kỳ gia thôn mới thu nhận tên thư sinh này làm giáo viên dạy chữ cho bọn trẻ trong thôn, thường ngày cùng với mấy đứa ngoan đồng tiếp xúc. Hai người này cùng chung cảnh ngộ, vốn thường ngày nên qua lại thân thiết với nhau, ai ngờ từ khi quen biết đến nay lại đâm ra chán ghét nhau. Bất quá vừa mới nói được một nửa, bóng người đứng trước cửa lại không thấy đâu thư sinh hừ một tiếng hắn quay người nhặt cây thước lên tiếp tục quay đầu lại nhìn xung quanh trong lòng khó chịu mà không thể làm được gì lúc này hắn như người say rượu bước chân đi vào cửa chính từ đường sau một hồi huyên náo tạm thời bốn phía quay về yên tĩnh vốn có của nó đối diện với cửa sân là một gian phòng lớn đó là sảnh chính của từ đường bên trong đặt mấy cái bàn làm nơi dạy học của thôn sườn đông có hai gian phòng dùng để sinh hoạt, nhà bếp cũng là nơi thư sinh cùng kỳ tán nhân ăn cơm và nghỉ ngơi. Sát bên cạnh nhà bếp, có cây cổ thụ ra cành là uốn lượn xung quanh che chắn, ở bên trong cành phát ra tiếng ve kêu âm ý kéo dài từng đợt liên tục không ngừng. Trong một góc sân nhỏ, có mấy đám hoa cỏ đua nhau khoe sắc trong thời tiết oi bức thế này nơi đây đúng là một chỗ yên tĩnh nó làm cho tâm trạng không vui đang có biến mất thay vào đó là một loại cảm giác thảnh thơi có phần ung ung tự tại đây là một loại hưởng thụ vui vẻ nhất ở trên đời phía sau từ đường là một cái sân không lớn lắm còn có một cánh cửa khác nằm ở bên hông đi thông ra ngoài dốc núi thư sinh đi tới nhà bếp nhìn vào thấy kỳ tán nhân đang bận rộn nấu cơm tối hắn ôm lấy đầu oán thầm trong lòng lặng lẽ đi qua cơm nước trong ngày quá mức đạm bạc không phải canh nấu rau dại cũng là bánh bột ngô chiên ngày nào cũng cho ăn vậy khổ không thể nói nên lời tiền công dạy học quá ít dù có muốn bất mãn đi thưa kiện cũng không nên cơm cháo gì chỉ có thể nhẫn nhịn chịu dựng điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn nhất là cùng kỳ tán nhân sống chung mỗi ngày cơm tới há miệng có người phục vụ miễn đi một số việc tay chân thư sinh còn muốn oán trách vài câu, bỗng nhiên trời đỗ cơn mưa. Đúng lúc tâm tình bất định trời cho mưa xuống. Hắn đi thẳng qua cửa phòng của kỳ tán nhân, về tới phòng của mình. Trong phòng bày trí khá đơn sơ, có một cái giường cùng cái bàn gỗ mà thôi. Trên vách tường, treo một thanh đoàn kiếm dài hơn một thước, vỏ kiếm đã dỉ xét loang lổ cũ nát không mấy bắt mắt. Thư sinh sau khi vào phòng trực tiếp nằm lên giường ánh mắt vô tình nhìn qua cây đoàn kiếm, ngay lập tức hắn cảm thấy lo lắng, dứt khoát không suy nghĩ lung tung yên lặng nhắm hai mắt lại trong lòng mang nhiều tâm sự, thời gian lặng lẽ trôi qua. Đã là người ai cũng nuôi một mộng tưởng lớn hăng hái lên đường, hắn phiêu bạc ở bên ngoài đã hơn hai năm những giả tâm ấp ủ bấy lâu này cũng phai nhạt đi gần như không còn. Cho đến lúc hắn đến phong hoa cốc trên người lộ phí cũng tiêu hết giờ đây đành phải giả bộ làm một người dạy học ở nơi đây ẩn thân sống qua ngày không còn thiết tha gì nay là ngày hay đêm để cho năm tháng trôi qua một cách rất vô vị tiếng mưa rơi càng lúc một lớn bầu trời cũng bắt đầu chìm vào bóng tối một tiếng nói quen thuộc từ ngoài của truyền đến Vô Tiên Sinh ăn cơm, thư sinh không buồn đáp lời, thở dài miễn cưỡng đứng dậy, cất bước đi xuyên qua mái hiên, tiến vào phòng bên cạnh của kỳ tán nhân, trên cái bàn nhỏ đã có bát đũa. Một bát canh cùng bốn cái bánh bột ngô chiên. Hắn ngồi vào ghế, thò tay cầm lấy bánh bột ngô chiên cắn một cái, lập tức khuôn mặt hiện ra vẻ đầy khổ sở, buồn bã ủ rũ bắt đầu nhai nuốt. Kỳ tán nhân ngồi ăn ở đối diện, tay cầm lấy cái thìa ăn đưa chén súp đến trước mặt hắn, bất mãn nói: "Làm thế này cảm thấy đủ chưa? Chờ nghĩ rằng lão đạo ta còn phải mớn cơm cho ngươi, tuổi còn trẻ mà cơm bưng nước rót như thế không sợ mình sẽ giảm tuổi thọ sao?" Thư Sinh không suy nghĩ nhiều, cầm lấy chén canh uống một hơn cạn sạch, sau đó hắn lấy thêm nửa chiếc bánh bột ngô chiên quay người bước đi hắn đi ra tới cửa cảm thấy trong miệng hương vị đắng chát nhịn không được phàn nàn nói bổn công tử không có bệnh không có tật mới không có thèm chén canh của ngươi trong phòng chỉ còn lại một mình kỳ tán nhân dưới ánh đèn lờ mờ hắn cảm thấy quá cô đơn con mắt đục ngầu buồn bã ủ rũ rồi ngồi đó chậm rãi vuốt râu lẩm bầm tự nói đây là cửu diệp thảo địa hoàng mà chi thủ ô linh sâm hơn nữa còn có cam kỳ tương ứng luyện chế mà thành có công hiệu bổ thận tráng dương tăng cường sức khỏe vô cữu ơi vô tiên sinh chỉ có thể trách ngươi người phàm mắt thịt không nhìn được công dụng trong đó à vô cữu là tên thật của thư sinh Thư sinh trở về phòng không muốn đốt đèn, thuận tay đóng cửa phòng lại, nhanh chóng cắn nuốt cho xong cái bánh bột ngô chiên, sau đó chân mang giày dẫm lên giường gỗ, nằm xuống ngửa mặt lên trời. Ở trong kỳ gia thôn được hơn hai tháng nay, tuy cuộc sống hàng ngày còn gặp nhiều khó khăn, nhưng có chỗ nuôi ăn uống ngủ nghĩ coi như cũng tạm sống được. Chỉ ít có chỗ chui ra chui vào tránh gió mưa, trước mắt như vậy là đầy đủ lắm rồi thế nhưng mỗi khi ăn xong đều cảm thấy toàn thân phát nhiệt nóng lên mà còn hắn lấy tay sờ soạng cái nằm dưới quần cũng không biết chuyện gì xảy ra nó vừa cứng và nóng ai trong cuộc sống cô đơn lẻ loi như vậy mà cái nhu cầu cần thiết không có chỗ xã ra cố gắng chịu đựng kìm nén cảm xúc chết người này sau một hồi suy nghĩ lung tung, thư sinh chìm vào trong giấc mơ, bên trong giấc mơ dường như lờ mờ, hắn thấy mình cùng bạn bè đang đi ngắm cảnh du ngoạn ở một vùng ngoại ô của một thủ đô. Ngày ấy bầu trời rất đẹp, chỉ thấy đất đai vạn mẫu nước trong hồ xanh ngát, ven bờ hồ cành liễu buông xuống như sợi tơ lụa, du khách cởi xe ngựa nối đuôi qua lại như dệt, từng trận gió xuân thổi qua nhẹ nhẹ chợt có một người cưỡi ngựa men theo con đê chạy tới chưa đến nơi đã ngã bịch xuống đất là một gia đình toàn thân đầy máu trước khi lìa đời đưa cho hắn một thanh đoàn kiếm nói bằng giọng khàn khàn lão ra gặp nạn công tử chạy mau trời vừa tối đoàn bình mã đã đuổi theo hắn tới sát phía sau thư sinh bỏ chạy chối chết ngoài ý muốn chạy nhầm vào một chỗ vách núi không có đường thoát đồng thời mấy đạo nhân ảnh cũng đuổi tới ở đằng xa có mấy người cởi mây đuổi đến trong đêm tối kiếm quang chớp động hết sức trói mát hắn phanh một quyền nện lên người một binh sĩ gần đấy rồi một cước đá bay trường thương trong tay binh sĩ đang đâm tới hắn ngẩng đầu lên trời hú dài trên nét mặt hiện lên vẻ không cam lòng bất đắc dĩ thả người nhảy xuống vách núi thư sinh này không phải ai khác chính là vô cữu đột nhiên hắn giật mình bừng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc rồi chậm rãi xoay người muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ đúng lúc này ầm ầm giống như tiếng của sấm sét từ phía xa chân trời truyền đến khi thì nghe như ở rất xa lúc thì gần bên tai vô cữu không muốn nghe đưa tay bịt hai lỗ tai lại nhưng mà trong nháy mắt hắn lại ngạc nhiên chấn động trong lòng cái âm thanh này cũng không phải là tiếng sấm sét mà là tiếng gõ cửa phát ra từ cửa chính của tứ đường mơ hồ trong đó còn lẫn tiếng người kêu lên giờ này đã hơn nửa đêm ai lại làm cái trò quỷ gì thế này phòng hoa cốc là một nơi vắng vẻ lâu lâu mới có người ngoài ghé thăm xưa nay sống có một mình một cõi ở từ đường luôn luôn thanh tĩnh vắng lặng nằm ở bên ngoài thôn bây giờ trời đã về khuya mưa to gió lớn thế này lại xuất hiện người ở đâu đến quấy dày sẽ không phải là sơn tạc yêu quỷ ma tới phá phách à phanh phanh vô cữu vẫn còn cảm giác kinh ngạc không thôi mà kẻ gõ cửa càng lúc càng vội vàng. hắn không có buồn ngủ nhấc chân đứng dậy bối rối rồi đốt ngọn đèn lên, dương đôi mắt nhìn xung quanh. trên bàn có để một cái lưu ly li đồng hồ đúng giờ là đã vào nửa đêm. Vô cữu tay cầm ngọn đèn muốn ra ngoài, nghĩ ngợi điều gì đó. Hắn rồi quay người tháo đoàn kiếm treo trên vách tường xuống, lấy hết dũng khí mở cửa phòng bước ra. Một cơn gió thổi qua, làm ngọn đèn đầu trao đảo chập chờn như muốn bị thổi tắt. Vô cữu đưa tay áo che gió, không để ngọn đèn bị thổi tắt cẩn thận từng bước tiến về phía trước. Tiếng đập cửa phanh phanh ngày càng lớn và tiếng gọi mảnh mai dễ nghe càng rõ ràng hơn có ai ở trong không vậy tiếng gọi cửa đúng là tiếng thiếu nữ vô cữu nghe ra tiếng con gái nhịn không được thở phào nhẹ nhõm vừa này dọc đường đi hắn có ghé qua gọi nhỏ vào cửa kỳ tán nhân căn phòng của kỳ tán nhân nằm bên cạnh nhà bếp cách cửa sân là gần nhất có lẽ phát hiện từ sớm mới đúng nhưng không thấy có động tĩnh gì chẳng lẽ lão già hôm này lỗ tai bị điếc không nghe thấy tiếng gọi cửa cánh cửa từ từ mở ra từ bên trong phía trên ngọn đèn dầu lập lòe xuất hiện một gương mặt người dễ sợ đột ngột nhìn thấy như vậy giống ma quỷ hiện về lão già chết bẩm ngươi cố ý dọa ta sợ vô cữu vô tình nhìn thấy chưa kịp làm ra chuẩn bị quả thực rất đáng sợ không kịp trách móc thúc giục nói này lão đi ra coi có phải trộm không hình như có ai đó kêu cửa kỳ tán nhân không có dễ bị thuyết phục vẫn đứng nguyên đấy đưa ngón tay lên bấm quẻ điềm tĩnh nói giờ ti đêm mưa quẻ tượng sông kiển trước mặt là sông sau lưng là núi tiến hay lùi đều nguy hiểm là quẻ đại hung đấy hắn nói xong một câu đẩy vô cữu ra ngoài đóng cửa quát lớn đóng cửa đi ngủ không quan tâm đến chuyện người khác vô cữu bất ngờ bị đẩy ra ngoài cửa mất thăng bằng ngã nghiêng muốn té cửa phòng cót két t t t t, 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 t khép lại, mặc dù hắn lấy tay đẩy cửa thật mạnh cũng không nhúc nhích. Hắn ràng bó tay gặp chuyện ngoài ý muốn, khó hiểu nói. Như thế nào gọi là quẻ đại hung, có lẽ nhận ra trong nhà có ánh sáng, ngoài cửa lại cất tiếng kêu lớn. Ai đó thương tình, mở cửa. Cho tỉ muội ta vào rừng chân một lát, tỉ muội chúng ta xin báo đáp. Ồ, thì ra là một đôi tỉ muội trong lúc gấp gáp lên đường, không may chưa có chỗ đặt chân, nếu như đóng cửa không giúp, là người có tâm làm sao đành lòng cho được. Ý niệm trong đầu mới hiện lên, đột ngột mưa to gió lớn lại nổi lên. Ngọn đèn bỗng nhiên bị tắt, trong sân lập tức trở nên tối tăm. Vô cữu thân hình khẽ run rẩy, trong lòng trần chờ không quyết. Làm sao bây giờ, tỷ tỷ, khục khục tiểu muội, nếu như gia chủ đóng cửa không giúp đỡ, không nên làm phiền người ta nữa." Một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó là một loạt câu nói nghe rất nhu mì kèm theo bất đắc dĩ từ bên ngoài cửa truyền vào. Cảm thấy đáng thương cho đôi tỷ muội đi đến bước đường cùng này. Lưu Lạc Tha Phương không có chỗ để về, gặp trời mưa lạnh lẽo càng thêm bi thương. Mà sống ở trên đời, người nào cũng có lúc gặp phải tai nạn rơi vào tình trạng quẫn bách. Thư Sinh không suy nghĩ thêm nữa, đội mưa chạy về phía của sân, lớn tiếng nói. Hai vị cô nương chờ một lát, tiểu sinh ra mở cửa ngay đây. Quyển 1 chương 2, qua cầu rút ván, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com trời cao đổ xuống mưa rào đôi hoa tỉ muội muốn vào chú thân thư sinh săn đón ân cần ngờ đâu kẻ ác đuổi gần tới nơi đề tự bé mỡ cửa được mở ra, một tràng mưa gió tạt vào mặt. Thấp thoáng có bóng dáng mềm mại cùng với âm thanh vang lên có phần khẩn trương. Tỉ tỉ cẩn thận, còn không mau đóng cửa lại, mau mau dẫn đường đi. Vô cữu cũng cảm thấy mắt lờ mờ không nhìn rõ lắm, đành phải lọ mọ đóng cửa cài then lại sau đó đi theo người vừa tiến vào mà nói hai vị cô nương mời đến nghỉ tạm ở nơi này hai thân hình nữ tử mặc áo trắng đang dìu dắt nhau phía trước khi nghe thấy tiếng nói nhất thời cũng dừng lại dường như đang do dự không biết nên đi về hướng nào vô cữu nhanh chóng chạy vào phòng của mình ném thanh đoàn kiếm đi rồi sau đó đặt cây đèn xuống bàn tìm mồi lửa để thắp sáng một hơi còn chưa dừng thì đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang đến cùng với những tiếng thở gấp Thất vậy hắn liền quay người nhìn lại, điều mà hắn trông thấy là giờ đây trong phòng đã có thêm hai nữ tử mặc áo trắng tinh, một người hơn 20 còn một người chỉ khoảng 16, 17 tuổi thôi. Cả hai đều bị mưa làm ướt hết cả thân thể làm lộ ra những đường cong kiều diễm. Nhất là nữ tử trưởng thành hơn kia, từng hạt mưa nhỏ giọt từ mái tóc đen tuyền của nàng xuống làm lộ ra một dung nhan tuyệt thế, khuôn mặt nhỏ nhắn đang có phần nhợt nhạt ánh mắt như làn nước mùa thu đang ủy khuất, nàng đang lấy hai tay chắn trước ngực mình mà miệng thì một nụ cười như hoa buổi sớm. Thân thể yêu kiều mảnh mai như không chịu nổi gió sương khiến cho người ta thương yêu hết mực. Vô cữu ngắm nhìn mà hơi thở trở nên dồn dập tim cũng đồng thời đập nhanh hơn. Không thể ngờ được rằng trên đời này còn có một giai nhân thanh lệ thoát tục như thế, cho dù trong ba nghìn loài hoa trên đời cũng không thể sánh với nàng được không biết chủ nhân của nơi này xưng hô thế nào. Tỉ muội ta rất cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, người gọi cửa lúc nãy cũng với những lời vừa nói đều là cùng một người, chính là nữ tử nhỏ tuổi hơn kia. Khuôn mặt nàng ta bầu bĩnh trông rất là xinh đẹp, mọi lời nói và giọng điệu đều là rất đanh đá, không chút ý tứ ngại ngùng nào. Vô cữu nghe vậy, khiến cho tinh thần cũng phục hồi lại, nhanh chóng đáp lại tiểu sinh cũng không phải là chủ nhân ở nơi này, chỉ là một nhà giáo nhỏ, nếu không khách khí có thể gọi tại hạ là vô cữu. Xin hỏi quý tính đại danh của hai vị cô nương, tỷ tỷ ta tên Tử Yên, còn ta là Diệp Tử. Cô nương có khuôn mặt bầu bĩnh tên là Diệp Tử, sau khi xưng tên gọi xong lại quay sang nói với thư sinh một cách bâng quơ. Nguyên lai là một vị tiên sinh, thất kính rồi. Vô cữu chỉ mỉm cười đáp lại với thái độ nho nhã quả thật không dám nhận không dám nhận hắn nói chuyện với diệp tử nhưng ánh mắt lại không hề rời nữ tử tên tử yên trong lúc nhất thời ho nhẹ một tiếng nói lên một câu văn vẻ có thơ có mây ngựa đi ngựa cuốn bụi hồng thoáng qua thoáng lại chính là tử yên nữ tử tên gọi tử yên đang rất là mỏi mệt đối với những lời tâng bốc của thư sinh không thèm để ý tới vẫn nhìn ngó xung quanh với tâm trạng lo lắng dung nhan xinh đẹp của nàng lại càng thêm phong nhã động lòng người mà trên những ngón tay đang che ngực kia chợt có những vết mát nhẹ nhẹ chảy ra. Diệp tử nghe thấy vậy không chút kiên nhẫn mà gắt gỏng. Tỷ tỷ của ta thương thế không thể trì hoãn nữa, mời ngươi nói ít thôi. Vô cữu đang thao thao bất tuyệt về chút ít tài văn thơ ai ngờ lại bị một gáo nước lạnh dội vào mặt như thế, hắn rất là lúng tính mà nói. Xin lỗi, tử yên cô nương thân thể ra sao rồi? ta phải nên làm điều gì để giúp đây vốn hắn định cầm lấy ngọn đèn để xem xét cho rõ nhưng sợ thất lễ chỉ biết gãi đầu xin lỗi rồi nói tiếp trong từ đường này không có phòng thừa nên hai vị cô nương nếu không ngại thì ở lại một đêm nghe vậy diệp tử nhanh nhỏ nói người màu tránh ra đi không được tự tiện tới gần đây đây chính là đuổi mình ra khỏi cửa rồi còn gì trời đang mưa do thế này biết đi về đâu đây cũng không thể ra nằm ở bên ngoài những linh vị của liệt tổ liệt tông kỳ ra được như thế quả thật là đáng sợ vô cữu mang sắc mặt méo sạch mới tìm một cái cớ để nám lại nhưng tử yên liền thở dài một tiếng và mở miệng nói với giọng bất đắc dĩ đã muộn rồi nên diệp tử lúc này thần sắc hốt hoảng mở miệng nói nguy rồi hai tên kia đã đuổi tới tử yên nghe thấy liền nhanh nói đa tạ tiên sinh đã cưu mang tiếc rằng kẻ gian rất ác để tránh liên lụy người vô can tỉ muội thiếp vẫn nên rời đi ánh mắt của vô cữu từ trước vẫn không rời người tử yên chỉ cảm thấy trên người nữ tử này tràn đầy một vẻ hấp dẫn vô hạn nhất là đôi mắt của nàng chỉ nhìn thoáng qua thôi cứ như chìm vào một làn nước mùa thu êm ái dịu nhẹ khiến cho người người chỉ muốn đắm chìm không nỡ xa rời nhưng mà khi biết lời nói muốn rời đi của các nàng, hắn lập tức giật nảy mình mà tức giận nói. Là ai dám khinh dễ hai nữ tử yếu ớt, thật là vô lý mà. Không việc gì phải sợ hãi đã có tiểu sinh ở nơi đây. Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân, là tỏ rõ khí phách của Nam Nhi, nếu không gặp thì thôi chứ nếu đã gặp thì đây là việc bổn công tử nên làm. Vô cữu xoay người vội cầm thanh đoàn kiếm trên giường, trông rất là có trách nhiệm nhưng lại nghe Diệp Tử nói nhẹ. Hừm, chỉ bằng một tên hủ nhỏ yếu đuối đến cầm một thanh kiếm mẻ cũng muốn chống lại hai kẻ giết người không gớm tay kia sao? Thật là không biết lượng sức mình. Tỷ tỷ, xem ra tỷ muội ta lành ít giữ nhiều rồi. Thuốc đắng dã thật sự thật mất lòng mặc cái gì hủ nhỏ yếu đuối, cái gì kiếm mẻ, điều này làm bổn công tử ta đây tức điên lên rồi vô cữu nhanh chóng xoay người, muốn dùng những lời lẽ hùng hồn mà phân bua nhưng bỗng nhiên ý thức được điều gì đó mà nhẹ thì thầm. Giết người không ghê tay, ác bác sao? Chỉ sợ là bổn công tử ta không phải là đối thủ rồi, hai hoa tỉ muội kia đang dìu dắt nhau đi về phía ngoài cửa, trông hình dáng thật là mảnh mai yếu ớt. Trong ánh mắt của tử yên đang ngắm nhìn, chờ đón họ là một trời mưa gió trước ánh đèn lập lòe nhìn dung nhan tuyệt thế như đang không muốn rời đi của nàng mà xót xa lắm thay. Vô cữu trước tình thế nguy cấp liền vội nói. Hai vị chậm đã ta có một con đường vòng trốn qua sau núi. Hắn cũng không muốn nhiều lời mà đi ngang qua hai nàng đến hậu viện, trên tay vẫn còn vẫy vẫy để bảo các nàng theo sau. Tử Yên cùng Diệp Tử có chút trần chờ nhưng sau đó cũng đi tới. Đi ngang qua từ đường chính là hậu viện bên trong hậu viện chính là có một chiếc cửa rất nhỏ vô cữu rất là quen thuộc đến bên cửa nhỏ mà thò tay cởi đám lạt buộc tiếp theo hắn rút then cửa ra khom người nhẹ nhàng đi ra ngoài bóng người hắn bỗng chốc đã biến mất còn trong bóng tối lại vang lên một tiếng bịch truyền lại hai tỷ muội đang dìu nhau đi tới cũng đi qua cánh cửa nhỏ mà dưới chân cỏ ướt khó mà đặt chân còn trong trận mưa to gió lớn khiến cho hai mắt không nhìn rõ nữa cho nên nhất thời không biết nên đi về hướng nào. Diệp tử thò tay lấy ra một viên châu, một ánh huỳnh quang nhẹ nhẹ được phát ra. Trong ánh sáng mờ có thể nhìn thấy cách đó không xa là tên thư sinh đang ngõ chồng vó trên mặt đất. Đi về phía trước là dốc núi còn phía còn còn là đường đi thông qua sau núi vô tiên sinh, tử yên mắt nhìn quanh rồi nhẹ nói một câu, sau đó nhanh chóng dục tiểu muội của nàng. Diệp tử, mau cất minh châu, diệp tử như ý thức được điều gì đó liền thu hồi viên châu trong tay. Vô cữu ngã trỏng vó trên đất trông bộ dạng rất là chật vật, nghe lời hỏi thăm của giai nhân mới cuống quýt từ trong bụi cỏ bò dậy, sau đó vội nói. Đa tạ cô nương quan tâm, tiểu sinh đã không có việc gì sau câu trả lời thì ánh sáng của viên châu đã biến mất. Mà nhờ ánh sáng mới lóe lên của viên châu kia mà thấy trong làn mưa gió có hai đạo thân ảnh cách hơn 10 trượng bên ngoài đang bay tới. Ông trời ơi, vậy thật sự là có kẻ xấu, lại còn biết bay nữa, đây không phải là điều bình thường, vô cữu sợ tới mức chân tay luống cuống đứng yên như trời trồng vậy nhanh chóng một ánh lửa lập tức hiện lên, tiếp sau một tiếng, phanh, trầm đục vang lên nhanh chóng đêm tầng mưa to gió lớn gạt sang hai bên, tiếp theo là hai thân ảnh to lớn đang đánh tới bay ra ngoài. Tiếp sau là một giọng nói nhẹ nhàng thúc giục. Vô tiên sinh, nhanh nhanh dẫn đường, cái vị tử yên với thân hình yểu điểu mềm mại lại có thủ đoạn kinh người như vậy ư. Vô cữu vẫn đứng đó mà trợn mắt há hốc mồm, hai bóng áo trắng đang đi tới gần chỗ hắn đầu óc hắn giờ đang mông lung không biết làm thế nào rồi bất chợt từ trên đất vùng dậy cong đuôi chạy trước tới phía trước hơn một trăm trượng là phần cuối cùng của dốc núi này đường đi rất ngoằn nghèo lại vắng vẻ âm u từng tiếng mưa hòa cùng với tiếng suối chảy róc rách vang lên vô cữu tới chỗ này vội vàng dừng lại phát hiện sau lưng có theo tới chỉ chỉ phía dưới có ý bảo hai nàng mau mau nhảy xuống có thể trốn được diệp tử không thèm quan tâm mà cao giọng quát lên vô tiên sinh đây là có ý gì vậy tử yên thân hình chuyển động nói nhỏ nếu mà đến bước đường cùng cứ liều một lần vậy nàng liền néo diệp tử trong tức khắc nhảy xuống dốc núi vô cữu liền lau nước mưa dính trên mặt rồi cũng đang muốn nhảy nhưng trước khi quyết định hắn lại quay đầu nhìn lại xung quanh bỗng trong hốc mắt hiện lên một cảnh tượng sợ hãi hai người truy đuổi phía sau đã tiến đến gần hơn mấy trượng thanh trường kiếm trong tay lóe lên hào quang sáng bóng mà quan trọng nhất là chân không chạm đất tiến đến với tư thế rất hung mãnh vô cữu không còn suy nghĩ linh tinh nữa liền muốn rút kiếm ra chống lại nhưng khổ nỗi là không tài nào rút được đây là di vật mà phụ thân hắn lưu lại cho hắn một cây đoàn kiếm cũ nát rỉ xét lúc cần mà không rút được ra khỏi vỏ thì chỉ là một thanh sắt vụn vô dụng mà thôi trời muốn hại hắn rồi giờ có khóc cũng không làm gì nổi ngay tức khắc hai đạo kiếm quang gào thét mà bồ tới vô cựu bất lực không thể rút kiếm hắn không còn dám quay đầu lại nữa tay vứt bỏ thanh kiếm mà cắn răng nhảy xuống sườn núi ngay khi hắn nhảy xuống dốc núi thì vỏ của thanh kiếm đồng nát của hắn đột nhiên đáng ra một kích kiếm quang, cũng không hiểu nó đánh đi đâu mà chỉ phanh một tiếng rồi chìm xuống trên đất. Mà không hiểu tại sao lại có một màu đen sương mù tràn ra khỏi đám cỏ khiến cho không một ai có thể quan sát chỗ thanh kiếm vừa rơi xuống có thứ gì khác thường. Hai tên nam tử đã hạ thân từ trên không trung xuống, chúng thu hồi thanh kiếm mà trên mặt đằng đằng sát khí hai kẻ đó đuổi khiến cho hai tỷ muội cùng một tên lạ mặt nhảy xuống sườn dốc núi chúng không vội vã đuổi theo mà ngược lại đang ngạc nhiên mà nhìn nhau sau đó nhìn xuống đám cỏ nơi có thanh đoàn kiếm vừa rơi xuống mà tràn đầy mừng rỡ nhưng ngay tức khắc lại sững sờ lại trong bụi cỏ bắn ra hai tia xương mù nhanh chóng quấn lấy chúng xương giống như độc xà đã ẩn nấp lâu đến lúc vồ mồi khiến cho cả hai không kịp đề phòng hai tên đến lúc phát hiện ra đã muộn rồi, xương mù lạnh lẽo đã chui vào da thịt theo thất khiếu mà len lỏi vào trong cơ thể liên tục thôn vệ lục phủ ngũ tạng cùng huyết mạch thần hồn. Ngay tức khắc cốt cách đứt rời ra từng khúc kinh mạch vỡ nát, da thịt nứt nẻ thân hình nhanh chóng đổ gục xuống. Nhanh đến mức mà chúng không kịp kêu lên một tiếng, nguyên trước kia hai nam tử đang sống sờ sờ bỗng bỏ mạng còn lại trên mặt đất là hai thi thể héo rũ quát queo bịch đây là tiếng động phát ra từ thân hình vỗ cữu rơi xuống mặt đất phía cuối dốc núi không phải là tuyệt địa mà là một hang sâu cao hơn một trượng rộng hai thước và sâu khoảng ba đến năm thước cũng vì nơi đây cỏ dại mọc cao nên đã che lấp mất cái hang này cho dù là ban ngày hay đêm cũng khó lòng phát hiện ra vô cữu rơi xuống trên một tảng đá, hắn ngã rúi rũi và hướng mông xuống đất thiếu chút nữa là lộng cổ mà đi tay hắn nhanh chóng vương ra bắt được một thân cây thấp mới ổn định lại được thân hình. Hắn cũng nhanh chóng trần chờ vội vọt đi. Về phía trên núi kia có xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không hề hay biết. Từng thân cây xẹp ra lộ ra một cửa động cao cỡ nửa người. Xung quanh uốn lượng mấy trượng có bốn đến năm cái huyệt động vô cữu đang muốn đi vào thì bên trong vọng ra tiếng quát mắng. Nơi này không thể chứa nổi ba người, ngươi ở ngoài đi. Ở bên ngoài, đây không phải là hành động qua cầu rút ván đấy chứ. Trốn ở trong may ra còn thoát được một mạng, đi ra bên ngoài thì khác nào chờ chết vô cữu không thèm nếm xỉa đến lời nói mà cứ nhắm mắt sông bừa vào, đột nhiên dưới chân vấp phải cái gì mà ngã nhào xuống dưới, một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra cùng với tiếng tiếng thở nhẹ run dày vang lên. Tay chân hắn không khỏi luống cuống mà sờ đông nắn tay mà trong lòng cảm thấy lâng lâng. Đang lúc mơ màng bên tai bỗng, bộp một tiếng trầm thấp. Hắn bỗng thấy trời đất quay cuồng rồi hai mắt nhắm nghiền lại, bị đánh ngất. Quyển một chương 3 Tiên tử gặp rủi ro. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio com Chàng thư sinh đem lòng ái một tiên nữ cười chút tạo ngộ thôi đuyên gặp gỡ như là bèo trôi gặp dòng nước cuốn đi xa rồi đề tự. Bé mỡ không biết qua bao lâu. Nghĩ tới, vì sao diệp tử kia phải ra tay hại ta vô cữu từ trong hôn mê tỉnh lại, dù hắn chưa nhìn rõ tình hình bốn phía nhưng liền cảm thấy có mùi thơm ngát tràn khắp người hắn, còn có thân thể mềm mại ngồi ở bên. Hắn lập tức sốc nặng lâm vào mê muội lần nữa. Lại bởi vì có vết xe đổ lúc trước nên hắn động cũng không dám động, chỉ khẽ tách mí mắt ra một khe hở lặng lẽ rình trộm. Liền thấy trong ánh sáng mông lung là hai nữ tử trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi, có giọng nói uyển chuyển phát ra. Tỷ tỷ, pháp lực ta đã cạn kiệt, không thể biết thương thế tỷ ra sao. Tĩnh tu mất hai canh giờ khó khăn lắm mới khôi phục ba thành tu vi, nếu giờ gấp rút lên đường cũng không ngại. Vâng làm vậy đi, mà tên thư sinh chết tiệt kia thật sự là cổ hủ đến cực độ, vậy mà dẫn ta và ngươi vào nơi này, nhìn xem lông gà xương gà đầy đất đây này rõ là xào huyệt của trồn hoang chuột lang dơ bẩn danh mãnh. Nhưng cũng không sao cả, chỉ sợ nếu như cường địch thừa cơ đuổi đến vậy chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? May mắn, hai người kia chắc đã đi xa rồi. Tu sĩ Hữu Hùng quốc thật quá càn rỡ, vậy mà bám theo cả một đoạn đến tận đây. Mà thôi, Linh Hà Sơn đất Nam Lăng ta có ân oán với Hữu Hùng quốc, vừa vặn chúng lại gặp chúng ta ra ngoài, chuyện ngoài ý muốn, muốn tránh cũng không thể tránh được cũng may thoát được một kiếp coi như là một lần lịch lãm rèn luyện a à, tỷ tỷ nói đúng sắc trời sắp sáng mưa tạnh gió ngừng không bằng nên sớm lên đường thôi ân hai nữ tử ra quyết định liền đứng dậy rời đi nhưng đột nhiên có tiếng nói vang lên hai vị cô nương cần gì vội vã rời đi như vậy chẳng lẽ không muốn gặp nắng sớm diệp tử thò tay tháo minh châu chiếu sáng xuống quay đầu nhìn lại tên thư sinh vốn nên hôn mê lại đang nằm thoải mái, hai mắt nhấp nhấp nháy nháy. Nàng không khỏi nghi hoặc hỏi, ý người là gì, ai không muốn gặp nắng sớm. Tử Yên cũng ngạc nhiên liền vội vàng nhích người tránh né. Nhưng mà chỗ này thật sự quá chật trội, trong thời gian ngắn thật có chút lộn xộn vô cữu có chút hối hận bản thân mình lắm mồm nhưng hắn lại không đành lòng nhìn giai nhân rời đi trong mơ mơ hồ hồ cũng không có nghĩ nhiều liền thuận miệng phân trần nói nhớ đến người xưa từng nói hễ là quỷ quái sơn yêu đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sáng sợ dương khí vọt lên âm thể diệp tử lập tức cả giận nói nói nhăng nói bậy ta giết ngươi mà thanh âm hiếu kỳ vẫn không ngừng vang lên nếu không phải yêu quái, vậy sao lại biết thần thông yêu thuật? Tử Yên nhận ra có điều khác thường, ánh mắt vô ý nhìn thoáng qua chỗ kia, nét mặt cũng là xấu hổ cùng giận dữ, nhưng nàng vẫn cứng rắn kiềm chế, đưa tay ngăn Diệp Tử lại nói. Không so đo cùng hắn làm gì. Diệp Tử lại không nghe theo vẫn không buông tha nói hắn chỉ là một cái giáo viên dạy học vốn nên nhã nhặn lịch sự vậy mà mở miệng lại dơ bẩn như vậy hơn nữa toàn thân lại lộ ra mùi dược vật tráng dương rõ ràng chính là loại xấu xa mặt người dạ thú giữ hắn lại làm gì vô cữu vẫn nằm chồng chơ hồn nhiên không biết họa sát thân từ đâu mà đến nhưng mà ngay lập tức khuôn mặt hắn đỏ bừng bừng lúng túng khó nhịn mượn nhờ ánh sáng từ Minh Châu làm hắn thấy rõ ràng, giữa vùng áo choàng nơi hạ thân vậy mà không biết tại sao lại nhô lên một khối, rất là cao vút đầy trướng mát. Kỳ tán nhân chết tiệt, hắn mỗi ngày cho ta húp món súp kia chính là dược vật tráng dương ư, thật sự là mắc cỡ chết người. Vô cữu không dám nằm trên mặt đất giả vờ giả vịt nữa, vội trở mình ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy bối rối, liên tục khoát tay nói. Tiểu sinh chính là chính nhân quân tử mặc dù có lòng ngưỡng mộ nhưng tuyệt không có ý nghĩ không an phận hắn đang nói còn chưa dứt lời liền nghe diệp tử quát lên chỉ bằng một cái phàm phu tục tử như ngươi cũng xứng ngưỡng mộ hai người tỉ muội ta phi tử yên vẫn không nói một lời lôi kéo diệp tử đi ra ngoài động vô cữu xấu hổ vạn phần trên mặt không nén được giận rồi tất cả đều do kỳ tán nhân kia bố trí dược vật a à, bổn công tử oan uổng a à, mà phàm phu tục tử thì sao lòng yêu thích cái đẹp ai chả có huống chi bổn công tử còn là anh hùng cứu mỹ nhân đấy sao lại chịu trào phúng như thế này vô cữu vừa mới lý luận thì hai tỷ muội đã thẳng thừng rời đi trong lòng hắn có chút lo lắng liền đứng lên đuổi theo nhưng đảo mắt nhìn đến cửa động thì thấy hai bóng người áo trắng bay lên trời hắn ngẩng đầu lên đầy kinh hãi, chỉ còn thanh âm thở dài văng vẳng, cuối cùng hắn lại cẩn thận di chuyển bước chân. Từ khe hở dưới lùm cỏ thấp nhìn xuống, ở chỗ sâu trong hơn 10 trượng có dòng suối chảy xiết. Tiếng nước ảo ảo, xuyên thấu qua, trận trận sương mù tràn ngập truyền đến, tình cảnh thật là quá dọa người đi mà ai mà ngờ tới chân tướng ở trong chỗ này, chắc chỉ coi như là đường cùng, gặp sẽ quay người rời đi, rất không ngờ trong bụi cỏ ở một bên vách núi đá còn cất giấu một cái sơn động cực kỳ giấu kín. Mà nếu như nửa đêm đi vào nơi đây sẽ khó tránh khỏi trượt chân gặp vận hạn. Vô cữu quay người, dùng cả chân lẫn tay rất dễ dàng liền trèo lên sườn núi, nhưng hắn còn không kịp đứng lên mặt đất đã chợt thở nhẹ ra trời đã sáng nắng sớm ảm đạm cơn mưa đã qua làn gió nhỏ tàn sát bừa bãi cũng đã biến tan lộ ra sương mù nhàn nhạt tràn ngập bốn phía như là đang bên trong cảnh sắc mộng ảo vậy mà nơi xa là hai bóng giai nhân tiệt trần đang đứng mới tiệt mỹ làm sao hai tỷ muội chưa đi mất vô cữu mang theo một thân dính bùn đứng lên nhưng vừa đứng lên hắn lại chợt ngây ngẩn cả người ở trong bụi cỏ cách hắn một trượng nằm gọn hai cỗ tử thi khô quắt bộ dáng rất là đáng sợ có lẽ chính là hai tên ác nhân lúc ban đêm trên mặt đất bên cạnh hai tên này nằm hai thanh kiếm nhỏ dài hơn một xích cùng một thanh kiếm ngắn mang vỏ nhưng mặc cách ăn mặc quần áo của hai người chết kia cũng không xa lạ gì chẳng lẽ vô cữu lập tức cảm thấy sau lưng đầy lạnh lẽo sâu trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia đắng chát tử yên cùng diệp tử hai mặt nhìn nhau, thần sắc tỏ vẻ khó hiểu. Một lát sau, diệp tử vẫn còn sợ hãi trong lòng, nói. Tinh hồn cùng huyết mạch của hai người này đều bị thôn phệ, có lẽ là cao nhân đi qua nơi này. Nàng sợ hãi nhìn chung quanh một lát cũng không thấy dị thường nào khác, lúc này mới vung tay áo lên cuồn cuộn, hai thanh kiếm nhỏ vậy mà nhẹ nhàng bay lên lập tức rơi vào trong tay nàng nàng xem xét tường tận một lần không khỏi vui vẻ nói pháp khí thượng hạng a tử yên thì lấy ra đồ vật giống như một mảnh da thú rồi sắp xếp nó một cách tùy ý sau đó nàng thuận tay ném ra da thú đón gió cháy bùng lên thoáng chốc hóa thành hai ánh lửa trong nháy mắt rơi vào trên thây khô liền có hai tiếng phốc phốc rất nhỏ vang lên trên mặt đất dĩ nhiên không còn thi hài nữa chỉ có cho tàn tán lạc trong bụi cỏ nàng lại đưa tay chảo lên hư không tức khắc thanh kiếm ngắn mang vỏ đột nhiên bay lên bay về phía nàng đoàn kiếm nơi tay thần sắc nàng hiện ra vẻ hoài nghi nàng chợt muốn rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó lại là lộ ra hơi kinh ngạc kiếm này làm từ sắt thường mà thôi tại sao lại ẩn chứa sát khí huyết tinh mà lại không thể nào rút nó ra khỏi vỏ rất là cổ quái vô cữu thấy hết một màn trước mắt nhưng như cũ vẫn là sắc mặt khó coi cùng lo sợ khó có thể bình tĩnh. Lát sau, hắn u ám thở dài, thoáng chấn định lại, nhưng ánh mắt vẫn không được ung dung mà tâm thần vẫn đang nhộn nhào. Hắn còn tưởng đó là hai nữ tử yếu đuối, ai ngờ hai nàng nhiều lần ra tay bất phàm. Nếu không phải sơn tinh quỷ quái thì chẳng lẽ hắn lại gặp được hai vị tiên tử gặp rủi ro. Vô cữu thừa dịp nói ra tử yên cô nương cô nương cho tiểu sinh phân trần một hai hắn đi sát vào hai bước lại nói gia phụ ta chính là người đi lính cả đời ông ấy giết chóc vô số chỉ truyền lại đoàn kiếm ẩn chứa sát khí cho ta tất cả đều hợp tình hợp lý chỉ là nó bởi vì cũ nát dỉ sắt mà khó có thể rút ra khỏi vỏ mà thôi nó luôn được tiểu sinh giữ bên người để tăng thêm lòng dũng cảm tử yên quay đầu thoáng nhìn nhẹ vung tay áo lên ánh mắt vô cữu đầy thâm tình nhìn chăm chú bỗng nhiên cảm thấy cảnh sắc trước mắt như làn thu thủy dịu dàng đẹp khôn cùng lướt qua cả người hắn lập tức trầm luân trong đó cảm giác lâng lâng không hiểu kỳ diệu chỉ đến khi kiếm ngắm ngự không bay đến trước người hắn lúc này hắn mới bỗng nhiên tỉnh lại thò tay tiếp nhận tử yên ngẩng đầu nhìn về phía xa nói khẽ chớ kinh động đến hàng xóm láng giềng nhanh lên đường quan trọng hơn nói xong nàng huy động đôi tay áo quanh thân đột nhiên hiện lên một tầng hào quang yếu ớt chiếc áo choàng mái tóc cùng chiếc quần trắng không phải tơ tằm cũng không phải lụa là không gió lại tung bay cỏ nhỏ bụi bậm bám trên vạt áo yên lặng rơi rụng duy nhất là miệng vết thương trước ngực vẫn còn mang theo một vòng đỏ thẫm giống như nhụy hoa sen trắng đầy kiều diễm động lòng người vậy Diệp tử hơi cúi đầu, cũng là hết sức nhỏ nhẹ thướt tha gật đầu hiểu ý, tiếp theo nàng thu lại hai thanh tiểu kiếm biến mất vô tung. Nàng lại lấy ra một mảnh da thú đặt lên thân rồi vỗ một cái liền có hào quang lập lòe hiện ra, hai chân hai nàng rời khỏi mặt đất như là muốn bay đi. Đúng vậy, hắn thật sự gặp được hai vị tiên tử. Vô cữu thất thanh nói. Tử yên tiên tử giai nhân ngoái đầu nhìn lại chớp mắt rung động lòng người thoáng như ánh sao vụt qua làm cho chàng lưu luyến muôn đời trái tim vô cữu nhảy loạn lại nghĩ một đằng nói một nèo thuận buồm xuôi gió sau này sẽ gặp lại hắn còn chưa nói xong đã liền đưa tay tát một cái lên miệng hắn vốn định mời nàng ở lại nếu không cũng muốn biểu đạt thoáng qua tình ý ngưỡng mộ trong lòng mình ai ngờ lời nói vừa đến miệng lại hư tình giả ý như vậy căn bản không phải tác phong trước sau như một của bồn công tử a vẻ mặt diệp tử hiện rõ khinh thường hừ nhẹ một tiếng nhưng tử yên lại thoáng chần chờ tiện tay ném ra một khối đồ vật nhàn nhạt nói nhận được cứu giúp nên báo đáp tiên sinh nếu như gặp khó khăn có thể bằng ngọc bội này đến linh hà sơn nhận che chở nàng vừa dứt lời liền không quay đầu lại thò tay kéo diệp tử hai người song song cách mặt đất đột nhiên bay đi trong sáng sớm mông lung đúng là kinh hồng vụt qua, trong nháy mắt đã là mờ ảo không còn tung tích. Chỉ còn một mình vô cữu lặng lẽ nhìn chân trời xa mãi không thôi. Chẳng còn có đòi hỏi gì. Khi đã có hai tiên tử ngủ cùng qua đêm, tiêu giao du sơn ngoạn thủy, đời này sống không có uổng phí. Mà hôm nay chàng còn bỏ lỡ dịp may, quả thật làm người tiếc hận. Nhưng mà tiên tử còn để lại một vật đây này vô cữu chấn động tinh thần quay người tìm kiếm trên mặt đất một lát sau một khối ngọc bội màu trắng đã nằm trong tay ngọc bội cỡ ba tấc điêu khắc hoa văn tô điểm bên trên có bốn chữ linh hà cùng với tên húy tử yên làm vật lưu niệm đơn giản nhìn qua là dễ dàng hiểu đây là vật mang bên người của tử yên a vô cữu cầm ngọc bội nhịn không được nhếch miệng mỉm cười Ai nói tiên tử vô tình, lưu lại tín vật để chứng minh là có tình có nghĩa. Nhưng còn không có biết Linh Hà Sơn nó nằm phương nào a, à, khiến cho lòng người hướng về a, à. vô cữu cất ngọc bội vào trong ngực, trước mắt vẫn cứ hiển hiện lên đôi mắt sáng động lòng người ấy. Hắn lại cười ngây ngốc trong chốc lát rồi mới mang theo kiếm ngắn trở về. Hắn đi đến bên bờ vẫn không quên nhìn nhìn cho tàn trong bụi cỏ khiến lòng vẫn còn sợ hãi không biết là ai đã giết hai cái ác quỷ đồ kia, thật sự là liên tục gặp kỳ ngộ. Mà thủ đoạn của hai nàng cũng không để lại gì cả. Đặc biệt là đốt thi không để lại dấu vết gì quả thật là giận người. Chớp mắt nhớ tới, tất cả giống như thật giống như ảo thoáng như mộng cảnh. Quyển 1 chương 4, kẻ ăn trộm gà, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com lúc này mặt trời vừa mới hé lộ những tia sáng màu đỏ yếu ớt xua đi màn đêm tối tam phòng hoa cốc hiện ra rực rỡ muôn màu cảnh sắc mây núi hòa quyện cùng cây rừng một màu xanh thảm mặt nước hồ trong veo thật thơ mộng vô cữu từ đường cũ đi trở về xuyên qua cửa hông về tới sân sau của từ đường trên người hắn giờ này đầy ắp bùn đất hắn đi thẳng đến nhà bếp nhìn thấy kỳ tán nhân đã dậy hai tay đang bưng chén canh tối hôm qua còn thừa trên bếp lò ăn một cách ngon lành lại là món canh đồ ăn còn thừa lại để qua đêm ăn vào có thể gây đau bụng vô cữu vô cùng tức giận như gặp mặt kẻ thù không khí vô cùng căng thẳng hắn tiện tay ném đoạn kiếm vào mái hiên nó lăn lốc vài vòng rồi nằm yên ngoài bậc thang hắn tức giận hét lớn người suốt ngày bổ âm bổ dương cũng thôi đằng này lại còn kéo theo ta gặp họa kỳ tán nhân uống xong bỏ cái chén xuống đưa tay áo lau miệng lại tiếp tục dùng tay dụi dụi hai con mát sau đó mới cầm cây gậy gỗ chậm rãi bước ra khỏi nhà bếp hắn làm mặt lạnh châm chọc nói ta tuổi già sức yếu trong người lại mắc bệnh khó chữa tẩm bổ một chút có gì mà không được mà hôm nay tiên sinh tinh huyết cường tráng, đó là công lao của lão già này nấu súp tẩm bổ đấy. Liều thuốc dưỡng sinh cường tráng, giúp người mạnh mẽ hơn. Người không thấy được lòng tốt của ta thì thôi, tại sao gặp nạn lại đổ thừa cho ta? Biết nói thế nào bây giờ? Đúng lúc đang mắc chuyện riêng tư, lại gặp tình cảnh xấu hổ này đúng là mất mặt quá đi, hắn làm ra vẻ bị hại, định mở miệng so đo một hai với lão vô cữu cảm thấy có chút yếu lý muốn nói cũng không được đành phải lặng lẽ rời đi nhưng lại không chịu yếu thế khẽ hừ một tiếng rồi đi ra phía sau lấy nước rửa mặt phía trước nhà bếp có một lu nước những vật này đặt ở đây khiến cho sinh hoạt hàng ngày rất thuận tiện kỳ tán nhân đứng ở cửa trước nhìn vô cữu chăm chú lộ ra sắc mặt ngạc nhiên lên tiếng người quả nhiên ra tay cứu người, mạng người cũng lớn đấy, lão tuy trốn trong phòng, nhưng với tình hình của nội viện lại rất rõ ràng. Sau một hồi cân nhắc lão mới nói một câu, chẳng lẽ lão đã sớm tính toán sẽ có biến. Vô cữu chừng mắt nhìn lão, hai tay vẫn tiếp tục tẩy rửa vết bẩn trên người. Kỳ tán nhân không nói thêm, chậm rãi đi tới gần hắn, cúi người nhặt đoàn kiếm đang nằm trên mặt đất hai mắt tập trung xem xét, mắt thấy đoạn kiếm bị lấy đi, hắn lên tiếng tránh mắng. Đây là vật không tầm tường, vô cữu đoạt lại đoàn kiếm, hướng phòng ốc tiến vào, lát sau hướng xuất hiện với y phục sạch sẽ, trên tay cầm trường bào dính đầy bùn đất bước ra khỏi phòng. Hắn ở vạc nước hình như đang giặt đồ. Ở bên ngoài phiêu bạt hai năm mọi chuyện, ăn, mặc ở, đi lại điều tự tay làm lấy hôm nay hắn sớm đã không còn là công tử sống cuộc sống an nhàn sung sướng nữa bây giờ hắn chỉ là một cái bần cùng thư sinh sống qua ngày bằng nghề dạy học mà thôi dưới mái hiên bên trong nội viện kỳ tán nhân đang ngồi trên ghế đầu hai tay lựa nhặt mấy nhành rau cỏ dại được chất đầy trong sọt so tre trước mặt lão thấy hắn đang lụi hụi giặt rửa xiêm y lão lại ở một bên cố làm ra vẻ tự đắc hớn hở cười đùa rồi lại hiếu kỳ hỏi người nửa đêm đi ra ngoài trời sáng mới về còn không biết cứu người phương nào lại không biết họ đi đâu ở đâu vô cữu đã giặt xong trường bào dùng lực rủ mạnh tầm áo rồi rồi treo lên sợi dây ở phía từ đường để phơi nắng làm xong hắn mới nói lại tán nhân có thể xem bói lại phải hỏi nửa sao kỳ tán nhân lắc đầu nói xem bói quẻ đơn giản chỉ để biết đường mà tránh tai họa có điều thế sự hay thay đổi làm sao có thể thấy rõ mọi chuyện được Vô cữu kéo tay áo, tiến vào nhà bếp, lấy một thanh củi nhỏ phủi đi lớp bụi cho đang vừa tàn trong bếp, lát sau trong tay hắn đã nhiều hơn hai khối than hình tròn. Hắn cầm hai vật đó tiến tới cho kỳ tán nhân. Kỳ tán nhân kinh ngạc nói, kinh ngạc nói, đây là vậy gì? Vô cữu lấy một cái ghế tiến lại ngồi bên cạnh lão, hai tay cầm hai khối cầu khẽ chạm vào nhau, từ trong khối cầu lộ ra hai con gà có vẻ đã chín khói trắng trên thân bốc lên nghi ngút hắn tiến hành bốc vỏ mang theo vẻ đắc ý nói lấy bùn đất chát kín thân gà rồi chôn sâu trong than đỏ không sợ cháy thịt này nhờ lão chỉ chú nhóm lửa không chú ý đến thôi lại đây nếm thử nào kỳ tán nhân tận hưởng hương thơm của thịt gà rất muốn đưa tay nhận lấy lão giật mình mang theo vẻ nghi ngờ nói gà từ đâu mà đến vô cữu gọn gàng dứt khoát nói Gà, đương nhiên là từ mông gà mái mà sinh ra, không thì còn có thể thế nào. Hắn thấy không có ai cảm kích, cũng không khách sáo, liền mở miệng, trong chớp mắt liền đem hai con gà nuốt xuống bụng, nghẹn đến nỗi đấm ngực dậm chân, một hồi lâu sau mới cảm thấy thoải mái. Không quên hỏi, lão đạo, có từng nghe nói qua Linh Hà Sơn, kỳ tán nhân còn muốn truy vấn lai lịch của con gà, lập tức giật mình biến sắc, khó tin nói không lẽ ý của tiên sinh là tối hôm qua hai nữ tử đến gọi cửa là người ở linh hà sơn hắc hắc ngươi ở trong phòng sao biết đó là hai nữ tử ta bấm ngón tay tính toán ồ oh, tán nhân biết rõ linh hà sơn ta đương nhiên biết rõ ai ôi kỳ tán nhân ở trên xin nhận của tiểu sinh một lại lại nói linh hà sơn phanh phanh ngay lúc này có tiếng gõ cửa vọng vào sân Tuy rằng giờ mão chưa qua, sáng sớm, nhưng trời cũng đã sáng rõ, mà trên trời vẫn có mây đen trầm thấp, xem ra sắc trời cũng không trong. Bất quá, còn chưa tới canh giờ mở cửa học đường. Sáng sớm ngày ra, là ai ở ngoài đập cửa? Vô cữu cũng bất chấp là đang cùng kỳ tán nhân nói chuyện, đi thẳng đến trước cổng chính gỡ xuống then cửa. Không đợi cửa mở, đại môn đã két một tiếng bị đẩy mạnh ra tiếp theo mấy đạo nhân ảnh tràn vào còn có một tráng hán tay ôm đứa bé đúng là tên tiểu quỷ chuyên gây sự trên lớp học tên là kỳ sơn biệt hiệu sơn nha tử đang ôm lấy một bên cánh tay mặt mày nhem nhuốc nước mát vô cữu không hiểu rõ ràng tình huống cho lắm muốn tránh né qua một bên lại nhận ra lão giả cầm đầu trong đám người xông vào thở dài nói kỳ lão tiên sinh Kỳ lão tiên sinh tuy năm nay đã năm 60 tuổi, râu tóc xám trắng, sắc mặt vẫn hồng nhuận phơn phớt, thân thể cường tráng. Với sắc mặt lo lắng, Kỳ lão tiên sinh chắp tay, vội vàng nói: "Cháu của ta đang bị thương rất nặng, mong ngài ra tay cứu lấy nó, vị lão giả này không chỉ là kỳ gia thôn tộc trưởng, mà còn là tổ phụ của Sơn Nha tử." Hẳn là cháu trai bị ngã gãy cánh tay, tổ phụ của hắn liền huy động nhân lực đến đây cầu người xem bệnh vô cữu nhường mọi người tiến lên theo sau đi vào kỳ tán nhân đã thả cái sọt trong tay ra đứng dậy nghênh tiếp cũng cầm lấy một cuộn băng vải ôm hai tử ngồi xuống hắn một bên cúi đầu xem xét một bên lên tiếng dò hỏi cái này là kỳ lão tiên sinh phân trần nói cháu của ta sáng nay không muốn rời giường nói là tiên sinh muốn dùng gậy đánh hắn Ta bèn dỗ dành hắn rời giường mặc quần áo, sau đó nó lại khóc sướt mướt mãi mới chịu đi, có điều chưa ra đến cửa, thì bị ngã, sợ là gãy tay rồi. Là cha nó ôm cháu ta từ nhà đến đây, hừ. Lão đầu nói đến đó trong tâm không nhịn được đau lòng, bàn tay vuốt tròm dâu dài, oán giận nói. Tiểu nhi tính tình không tốt, vốn nên dạy dỗ nhiều hơn, nhưng mà trực tiếp đánh chửi, thì trước giờ chỉ có tiên sinh mới làm nếu tiên sinh yêu cầu cao thì nên có kiên nhẫn nhiều hơn vô cữu vẫn đứng ở một bên tham gia náo nhiệt không nghĩ tới lại gặp phiền toái quấn đến thân trẻ em đi học không nghe lời liền bị ăn gậy đây là đạo lý hiển nhiên ai ngờ vị lão tiên sinh này cưng chiều cháu mình lại đem nguyên nhân đứa cháu trai té bị thương liên lụy đến trên đầu tiên sinh dạy học mà hai tử kia không may ngã gãy tay cùng ta có quan hệ gì đâu trước đây có nói qua là muốn dùng gậy đánh hắn, đơn giản chỉ là hù dọa bằng miệng, chỉ là hù dọa mà thôi, lại bị tiểu quỷ thích gây sự kia đem trở thành cái cớ để lười biếng trốn học. Đã có kỳ lão tiên sinh lên tiếng, hán tử đang ôm theo hai tử cùng với mấy người bên cạnh đều tại chỗ lắc đầu thở dài, ít nhất nhìn qua trong ánh mắt, đã thiếu đi một phần kính ý trong quá khứ. Vô cực phát hiện không ổn, vội nói lão tiên sinh nói rất đúng tiếc rằng sơn nha tử nghịch ngợm quá mức đến ta cũng không thể chịu nổi kỳ lão tiên sinh tuy rằng đức cao vọng trọng nhưng lại nghe không ra trong đó có ý chửi bới cháu của hắn hắn khó chịu hừ một tiếng sắc mặt trở nên khó nhìn phụ thân của sơn nha tử tức thì là hướng về phía vô cựu ấy náy cười cười muốn nói xin tiên sinh bỏ qua vô cựu thấy thế đành tránh qua một bên không nói nữa Kỳ tán nhân cúi người xem xét một thời gian, đưa tay bắt lấy cánh tay Sơn Nha tử, không để cho nó khóc giống, tiếp theo chỉ thấy bàn tay lão run lên bần bậc, răng rắc, một tiếng xương cốt va chạm vang lên. Lão ta đứng dậy, vỗ tay cười nói, xương vai chật khớp thôi, tốt rồi. Sơn Nha tử nước mắt chảy dài, đung đưa cánh tay bị thương. Xem ra, có lẽ vết thương đã thuyên giảm. Kỳ lão tiên sinh lộ ra bộ dáng tươi cười, vội khom người cảm tạ, tán nhân y thuật cao siêu, đúng là danh bất hư truyền, mấy vị tộc nhân đi theo ai nấy đều thở dài rồi cùng lúc hành lễ. Kỳ tán nhân hoàn lễ luôn miệng nói: "Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Biết được Sơn nha tử không sao vô cữu cũng dễ thở, hắn hợp thời lên tiếng: "Kỳ Sơn, ngươi lại bướng bỉnh rồi." để tránh người thân lo lắng ta cho ngươi về nhà một bữa sau giờ ăn phải đến học đường tên đi học của sơn nha tử là kỳ sơn có cha nó ở đây nó bắt đầu ỉ lại nó nằm lì trong ngực cha không chịu xuống đất hai mắt nhắm nghiền luôn miệng gào hét tiên sinh không phải người tốt ta không muốn đến học đường đâu với vẻ mặt lúng túng vô cữu ưỡng ngực nói thân là thầy giáo ta luôn gánh trên vai trọng trách nặng nề ta khổ công truyền đạo chỉ muốn dạy các ngươi thành tài đấy tiên sinh ta là một tấm gương sáng cho người khác noi theo thế nào lại là người xấu được cử chỉ tao nhã ngôn từ nho nhã khiến cho mọi người ở đây có chút nghi hoặc kỳ lão tiên sinh lên tiếng khuyên bảo đứa cháu trai bảo bối của mình không ngờ sơn nha tử lần nữa hô to tiên sinh trộm gà trong thôn bị ta với nữ nhi bắt được người lại lấy lý do bắt gà để trêu đùa thảo nào gà trong thôn này ngày một ít đi diện tích trong sân khá nhỏ mà có đến sáu bảy người ở chung một chỗ khiến không gian nơi đây có chút chật trội đã thế còn có một đứa bé luôn miệng khóc lóc la lối chẩu tre đây mà làm cho khung cảnh yên tĩnh vốn nơi đây đây trở nên hỗn loạn có điều không ổn, mọi ánh mắt đều rơi vào vô cữu, trong ánh mắt mọi người hiện lên vô vàng cảm xúc, kinh ngạc có, nghi ngờ có, giật mình cũng có. Tiên sinh dạy học là kẻ ăn trộm gà, và lừa gạt trẻ nhỏ, xem ra tám chín phần là như thế. Kỳ lão tiên sinh sắc mặt uy nghiêm kho khan một cái, sơn nha tử đang khóc thấy thế lập tức ngoan ngoãn im lặng lão ta vừa đưa tay vuốt râu vừa lắc đầu kèm theo ánh mắt khó tin lên tiếng xưa nay ta và mọi người ở kỳ gia thôn luôn kính trọng tiên sinh vậy mà vậy mà ngài lại đi trộm gà trong thôn vẻ mặt vô cữu lúc này rất lúng túng đưa tay vào đầu bứt tai sự ngượng ngùng xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt lúc này hắn không biết phải xử trí ra sao ai nếu không muốn người biết trừ khi mình đừng làm nếu không phải trước kia ta sống trong nhung lụa ăn uống xa hoa đã thành thói, bây giờ phải chịu cảnh ngày ngày phải ăn bánh bột ngô, canh súp sau dại nó chẳng khác gì cha tấn A. Kỳ lão tiên sinh nói tiếp. Theo tộc quy, người trộm cắp cho dù tội không nặng, nhưng nó là tai họa cho hàng xóm láng giềng, phải trục xuất khỏi thôn. Chỉ là mấy con gà, cần gì phải làm như vậy, tại sao ta lại khó chịu thế này? huống chi trước mắt bao người, tiên sinh ta còn mặt mũi nào để ở đây nữa. Vô cữu ra vẻ chấn định, kiên trì nói. Chư vị không biết tôn sư trọng đạo thì thôi, làm sao có thể tin vào lời nói một bên của một đứa trẻ. Kỳ lão tiên sinh ép hỏi. Vậy lão hủ hỏi người một câu, có hay không người ở trong thôn trộm gà? Vô cữu chấp tay, thành khẩn nói, cho dù thế nào, cũng phải có nhân chứng vật chứng mới kết luận được nếu các vị không phân tốt xấu mà vu oan cho người tốt về sau ác gặp phải báo ứng kỳ tán nhân một mực đứng yên quan sát chứng kiến vô cữu bị mọi người gây khó khăn lão ở cạnh bên chen vào nói vô tiên sinh thân là người đọc sách đương nhiên phải hiểu được thế nào là nhân nghĩa liêm sỉ lại vất vả dạy dỗ bọn nhỏ đọc sách biết chữ cũng rất vất vả thỉnh các vị huynh đệ minh xét hiện nay tìm thầy giáo không dễ dàng à, sốc rút cuộc đã có người giúp lời, vô cữu đưa mắt về phía kỳ tán nhân trong lòng rất cảm kích lão, có điều suy nghĩ lại lời lão vừa nói. Lão già thật đáng hận, lão ta nói chuyện như chửi bản tiên sinh ta mặt dày vô sỉ. Kỳ lão tiên sinh trần chờ đưa mắt nhìn đứa cháu trai bảo bối, lão cảm thấy lời kỳ tán nhân cũng có lý, liền nói ta kỳ ra kỳ ra thôn rất kính trọng tiên sinh, cũng không muốn vu oan cho người tốt, chuyện này cần phải điều tra rõ ràng, rồi kết luận cũng không muộn. Lão ta chắp tay sau lưng, mang theo mấy tên hậu bối rời đi. Vô cữu lên tiếng nói, còn học đường, hôm nay. Kỳ lão tiên sinh không thèm quay đầu nhìn lại. Tiên sinh đã vất vả, học đường tạm đóng cửa một ngày vậy. Sơn Nha Tử nghe thấy không cần không cần đến trường đến trường, mừng rỡ nhảy cẫng, nó quay đầu lại làm mặt quỷ rồi vượt lên trước ra khỏi từ đường. Nhìn qua, trong sân chỉ lại một lão già mặc đạo bào cùng một thư sinh đang chừng mắt nhìn nhau. Quyển một chương năm, sau này gặp lại, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com một chỗ trong sân của từ đường nơi đây đang có một già một trẻ đang đối diện nhìn nhau không cần suy nghĩ nhiều làm gì kỳ gia thôn muốn trong một ngày nhất định phải điều tra rõ kẻ đã ăn trộm gà vì vậy trường học phải tạm nghỉ một hôm mà trường học có vô tiên sinh một người có học thức đáng được tôn trọng còn là mang dáng dấp của một quân tử đạo mạo ngày mai sẽ tra ra manh mối kỳ tán nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi Hỏi thật có phải ngươi hay không? Vô cữu không có trả lời ngay mà quay người ra đóng cửa lại rồi quay lại nói: Lão tính toán được thì hãy bói một quẻ xem sao. Kỳ tán nhân chống gậy rồi ngồi xuống thở dài nói: Người hay đi linh tinh, có nhiều việc không chịu an phận. Việc đã đến nước này thì biết làm thế nào đây. Vô cữu bước đi thong thả miệng cười khổ nói: Tại hạ nào phải là người an phận chứ? Đơn giản chỉ tìm niềm vui để giải sầu mà thôi nhưng mà sự an nhàn trong cái cốc này quả thực không thể chịu đựng thêm nữa hắn đang giả bộ suy tư trong hai mắt sáng ngời bước chân bỗng dừng lại mà đến bên cạnh kỳ tán nhân ngồi xuống móc ra khối ngọc bội mà nói nơi này đã không thể lưu lại nếu mà trốn muốn đi ta muốn đi linh hà sơn kính xin lão đạo chỉ điểm cho vài câu kỳ tán nhân ôm cây gậy cúi đầu nhìn miếng ngọc bội hai liền mắt sáng lên có vẻ thần trí lại khôi phục bình thường, lão nhìn đi nơi khác tỏ vẻ tỉnh bơ nói. Thì ra ngươi đã có ý định rời đi, mà đi Linh Hà Sơn thì, đó không phải là nơi ngươi nên đến. Vô cữu sớm không muốn giấu giếm, còn lý do rời đi thực sự hắn lại cố ý che giấu không muốn nói rõ. Thấy kỳ tán nhân trả lời với thái độ kỳ quặc nên cũng tò mò mà hỏi thêm chẳng lẽ nơi đó là đầm rồng hang hổ sao khối ngọc bộ này chính là do ta cứu người mà có được nghĩ đến việc vị tiên tử kia để lại tín vật chắc chắn nàng có ý muốn sau này gặp lại lúc đó hắc hắc kỳ tán nhân thấy hắn hiện lên vẻ bỉ ổi tâm trí tạm thời lâm vào mộng ảo lão nhìn hắn hồi lâu lắc đầu vài cái rồi hỏi tiếp không biết là hai vị tiên tử trông như thế nào vô cữu nhanh chóng trả lời khuôn mặt của các nàng đẹp không tì vết chính là xưa nay hiếm thấy ngoài ra còn biết pháp thuật thần thông đúng là một tiên tử hắn hoi kỳ tán nhân khẽ gật đầu hỏi tiếp đã không phải là người phàm lại là một đôi vũ sĩ nếu mà lưu lại cho ngươi tín vật thì tuyệt đối không phải là yêu mến gì đâu hư chính là lão ghen ăn tức ở bổn công tử ngọc thụ lâm phong sao không thể làm cho tiên tử yêu mến cho được vô cữu không đồng ý mà nhìn chằm chằm vào kỳ tán nhân sau đó liền hỏi như thế nào là vũ sĩ kỳ tán nhân suy nghĩ một chút rồi mới giải thích thế gian này có tu đạo có tu tiên được gọi là vũ sĩ hoặc là tán nhân vô cữu ngạc nhiên nói lão nói thật không đấy lão xưng là tán nhân chẳng nhẽ lại là người đồng đạo với bọn họ ư hắn liền nhanh chóng đứng lên nhìn từ trên xuống dưới kỳ tán nhân một lượt cái lão già tỏ có vẻ ngoài tỏ là là một đạo sĩ huyền nhưng thật chất là một lão già yếu và bùn xỉn, không hề có chút tiên khí nào, làm sao mà có thể so sánh được với hai nữ tử hôm qua đây. Mà cái gọi là yêu ma quỷ quái cùng với tiên nhân tại Đô Thành ta cũng đã tìm hiểu qua chút ít, trả qua là rất huyền ảo khó lượng nên không có ấn tượng nhiều. Làm sao mà giả? Kỳ tán nhân hỏi ngược lại hắn một câu, lão ngồi thẳng lưng rồi nhẹ nhàng cầm cây gậy trên tay, trong mắt đầy cảm khái đặt nó xuống cạnh lưng rồi mang theo vẻ ủ rột buồn dầu nói tiếp. Ta trước kia cũng đã từng đến Linh Hà Sơn cầu đạo, nhưng mà cơ duyên đã hết lúc này mới phải lang bạt đến nơi đây sống quãng đời còn lại, ồ. Thì ra vị hàng xóm của mình chính là một người có lai lịch sao? Vô cựu ánh mắt sáng lên rồi chăm chú lắng nghe, có vẻ kỳ tán nhân chỉ bừng tỉnh trong chốc lát bỗng nhiên quay đầu lại hỏi ta vừa nói cái gì vô cữu cảm thấy kinh ngạc lấy tay gãi gãi lỗ tai kỳ tán nhân mắc bệnh hay quên may là lão đã nói được một số vấn đề chủ yếu phong hoa cốc ở vào phía bắc của nam lăng quốc xuôi theo xuống phía nam hai vạn răm có một toàn linh sơn cao chọc trời đó chính là linh hà sơn chính là thánh địa của tu chân già tại nam lăng nếu như nhắc tới tu tiên thì không thể không nhắc tới tiên nhân nghe nói tu tiên được chia làm nhiều bậc từ khi trúc cơ không thể xưng là tiên nhân được chỉ có thể tự xưng là vũ sĩ tán nhân hay trúc cơ đạo nhân chỉ có người tu hành thành kim đan thì mới có thể xưng là tiên nhân ngoài ra còn có địa tiên phi tiên cùng quỷ tiên nữa mà theo tu vi mạnh yếu khác nhau thì thọ nguyên cùng pháp thuật thần thông cũng rất khác nhau vô cữu lắng nghe với vẻ đắm đuối hắn tỏ vẻ rất hưng phấn không quan tâm đến tuổi tác lại có pháp thuật thần thông từ yên cô nương đúng là tiên nữ chắc chắn là vậy nếu có thể cùng nàng sớm chiều ở chung mơ ước của ta chỉ có vậy Và lại trước mắt đã đến bước đường cùng linh hà sơn là địa phương hết sức an toàn đúng là nơi ta cần đến quyết định như vậy đi, bổn công tử muốn sống tiếp thì không còn đường thứ hai để chọn rồi. Có điều, sau nửa ngày nói chuyện kỳ tán nhân, cảm giác như thần trí của lão bắt đầu minh mẫn trở lại, lão mang theo ánh mắt nghi hoặc hỏi. Ngươi, thật sự vì hai cô gái kia mà muốn ly khai phong hoa cốc. Vô cữu cười hắc hắc nét mặt tươi cười nói. Người đoán thử coi, kỳ tán nhân tay nắm chặt quải trượng, lần nữa lặp lại linh hà sơn không phải địa phương ngươi có thể đến nói thế thôi nói xong lão đứng dậy chậm rãi đi về phòng ta cũng muốn sống an nhàn lắm tiếc rằng hoàn cảnh không thể so với kẻ mạnh a à. không nói đến chuyện khác sắp trở thành kẻ ăn trộm gà liền chịu không nổi à hậu viện sau sườn núi chính là nơi che giấu huyệt động nó nằm trành anh ra đó chắc chắn một ngày nào đó cũng có người phát hiện và lại bên trong học đường bọn nhóc thường ra chỗ đó chơi đùa, một ngày nào đó bọn chúng vô tình tìm ra nó rồi nói cho người trong thôn biết. Nếu đến lúc đó, bản tiên sinh hết đường chối cãi mà danh dự theo đó mất sạch. Cuối cùng cũng bị đuổi khỏi phong hoa cốc mà thôi, chi bằng rời đi vô cữu bắt đầu suy nghĩ đứng ngồi không yên rồi lại suy ngẫm cân nhắc tiếp đó trở về phòng sửa sang lại túi hành lý đến cái áo choàng ướt sũng đang phơi nắng trong nội viện cũng được thu vào chỉ giây lát hắn đã chuẩn bị ổn thỏa trên lưng vô cữu đeo một túi hành lý bên trong loài ra một cái dù cùng một thanh kiếm mẻ quay người tiến tới phòng bên trong tay còn cầm theo giấy bút kỳ tán nhân kỳ tán nhân đang ngồi trên bàn dùng cơm một mình không nói một lời chợt thấy vô cữu xông vào thấy hắn chuẩn bị hành trang đi xa lão kinh ngạc nói vô tiên sinh người nói đi là đi vô cữu gật đầu nói ân đi linh hà sơn ta muốn tìm tử yên nói xong hắn đặt giấy bút trước mặt lão rồi nói tiếp kính xin đạo trưởng ngài vẽ lại cho vãn bối một bản đồ đường đi đến linh hà sơn để vãn bối theo đó mà đi có gì sau này báo đáp kỳ tán nhân vẫn im lặng sắc mặt không đổi một lát sau có vẻ nhịn không nổi lại dùng lời nói cũ nhắc lại cái ngọc bội hai cô gái đó lưu lại nàng ta chỉ sợ tâm ma vướng bận làm ảnh hưởng đến tu luyện thôi đơn giản là thế nhưng người lại cho là thật hoang tưởng ánh mắt lão rơi vào đống giấy bút trên bàn thuận tay đẩy nó ra lão khinh thường nói sau này báo đáp chờ ngươi còn sống trở về rồi nói cũng không muộn lão đạo ta và ngươi từng ở chung hai tháng dù cho không có giao tình ít ra cũng là láng giềng à sao lại dùng lời lẽ độc ác nguyền rùa ta vô cữu gặp kỳ tán nhân không chịu chỉ điểm hắn nổi nóng nếu đêm đó lão ta không lên tiếng nói ta có điểm xấu Ta cũng không dạy gì mà muốn đi địa phương phương xa xôi như vậy. Còn Linh Hà Sơn là nơi như thế nào hắn nữa điểm cũng không biết. Hôm nay nước đã đến chân, đã vậy kéo ta kéo ngươi theo cho bỏ ghét. Nếu ta không còn chỗ để đi, liền giao phó cho kỳ lão tiên sinh cái mạng này à, ta sẽ rêu dao mần họa ăn trộm gà đích thực có hai người, đến lúc đó ngươi muốn trốn cũng không thoát. Ta không đi được thì ngươi đừng hòng sống yên ổn vô cữu cởi hành trang ném xuống bàn tức giận ngồi xuống ghế không quan tâm đến kỳ tán nhân ngồi ở phía đối diện cố làm ra vẻ bất cần kỳ tán nhân sắc mặt lạnh lùng tỏ ra thái độ không quan tâm nhưng lại chịu không nổi thái độ của hắn lão phùng mang trợn mắt nói người ăn trộm gà thì liên quan gì đến ta vô cữu có vẻ đắc ý lờ đãng nói ta lấy gà nướng chín cùng ngươi thưởng thức kỳ tán nhân nói ta không ăn vô cữu với nét mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói. Ăn với không ăn, đều xem như tòng phạm cộng thêm chứa chấp bao che, tội thêm một bậc. Kỳ tán nhân còn muốn lý luận gì đó, sau khi suy nghĩ một chút, rồi lại thở dài. Người nào có chỗ nào giống một người đọc sách, rõ ràng là một thiếu gia ăn chơi, thôi thì, hắn thoáng trần chờ sau đó từ trong lòng móc ra một mảnh gia thú, nói nếu như ngươi lưu lại đây, không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu nhiễu loạn. Ngay cả ta còn không chịu nổi sự phá phách của ngươi, huống chi là những hương dân vô tội kia. Đi đi, ngươi đi ngay đi, còn đây là địa đồ Nam Lăng Quốc. Vô cữu trên mặt lộ ra tươi cười vì thực hiện được quỷ kế, ngẩng đầu nhìn qua. Già thú hình vuông rộng tầm một xích, có mấy chỗ hơi cũ nát, bên trong phân biệt mặt đất và đồi núi rất rõ ràng, còn có chữ viết đánh dấu kỳ tán nhân chỉ vào mảnh gia thú, phân trần nói. Ở trung tâm có một khối lãnh thổ chính là Nam Lăng Quốc. Người đi về phía nam hai vạn lý, trước vượt qua đầm lầy, sau là hoang mạc, lại vượt qua vân lĩnh sơn mạch cuối cùng mới đến được Linh Hà Sơn. Nơi này hung hiểm trùng trùng điệp điệp, tạm thời ít ai tới được, người đi thử xem, hắn một tay vuốt tròm dâu, một tay bấm đốt tính toán, lại bói ra đầm lầy bên trên không có nước, là nơi bị vây khốn, vạn vật không sinh trưởng được, rơi vào thì chỉ có chết. Vô cữu đưa tay cuộn tấm da thú lại, tâm trạng có chút thất vọng. Nói như ngươi liệu định mọi chuyện, trong cuộc sống còn có gì thú vị để mà làm. Nếu như cả ngày trốn ở trong phòng, chỉ vì cầu an một lúc, có nước buồn chán mà chết cho xong, thả dựa vào đôi chân, đi khám phá thiên địa rộng lớn, lời nói rõng rạc, âm điệu mạnh mẽ, mà trong lòng của hắn so với người khác mới rõ ràng, đơn giản là tìm cho mình cái cớ để rời đi mà thôi. Cũng không thể nói là vì mấy con gà nhép mà lại chạy trốn đến chỗ không người, cứ như vậy mà truyền đi thì quả thật xấu hổ chết ta rồi. Bổn công tử sắp triển khai một phen hành trình, nói không chừng tử yên tiên tử đang tại Linh Sơn ngẩng đầu ngóng trong mình đây. Cười bỉ ổi trong lòng, kỳ tán nhân lẩm bẩm luận đạo lý đều là cuồng vọng loạn thế cầu sinh mới thật thức thời mà ngươi đi lần này chỉ có thành công vượt hung hiểm mới có thể hóa nguy thành an vô cữu đem ra thú nhét vào trong ngực cầm lên túi hành lý buộc chéo trên lưng về phần lão đạo trước mặt đang nói cái gì hắn căn bản không để trong lòng chỉ muốn làm sao né tránh hương dân kỳ gia thôn để khỏi phải đến lúc bị bức bách quá mức mà không chịu nổi Kỳ tán nhân còn muốn nói thêm vài lời, ai ngờ chỉ là đàn gầy tai châu. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra tia nhìn thương cảm, có chút ít tiếc hận nói. Đang sống tốt đẹp, mà lại hết lần này tới lần khác muốn đi tìm đường chết, hắn trần chờ một lát, trên tay lại biến thêm ra hai khối gia thú, ý bảo nói. Ta năm đó ở bên ngoài du lịch, bên người còn giữ lại hai cái phù lục, một cái là độn phù, một cái là kiếm phù, có lẽ có chút ít tác dụng vô cữu hai mắt sáng ngời đưa tay tiếp nhận hai miếng da thú miếng da thú bên trên có mấy hình vẽ cổ quạt chính là phù lục hắn nhớ rõ tử yên cùng diệp tử đã từng thi triển qua hướng trên thân mình vỗ một cái hoặc là phóng ra hỏa lôi hoặc là cưỡi gió phi hành bộ dáng rất lợi hại đưa mắt nhìn xuống hắn thấy hai cái này dường như cũng giống lắm không thể tưởng được kỳ tán nhân còn cất giấu bảo bối tiên ra đúng là khiến ta có một phen ngoài ý muốn kỳ tán nhân nhìn vô cữu liên tục gật đầu ra vẻ như rất có kiến thức cố tình dặn dò vài câu đã thấy đối phương cẩn thận hảo hảo thu vào túi hai cái phù lục có chút thẹn thùng nói trọng lễ như thế ta mang trên người thực sợ hãi a à, mà tiểu sinh trên thân không có tài sản gì nên hồn mặc dù có lòng hồi báo cũng chỉ có thể nói một tiếng hổ thẹn vô cữu không có nói lời bịa đặt, hắn ngoại trừ trên thân mặc một kiện xiêm y, cùng với cây dù, thanh kiếm mẻ bên ngoài, chỉ còn lại có chút ít bạc vụn cùng một số đồ lặc vạt. Trong lúc này lại được tặng hai tấm phù lục thần kỳ, không khác trời dáng tiền của phi nghĩa. Mà đã có thứ để cậy vào, cũng tự nhiên cảm thấy tin tưởng tăng gấp đôi. Kỳ tán nhân ánh mắt rơi vào bao kiếm mẻ, như có điều suy nghĩ nói mặc dù không cầu hồi báo nhưng ta nghĩ ngươi hãy nghe khuyên một câu đây là ta bói ra quẻ tượng cây đoàn kiếm kia của ngươi là đại hung chi vật không bằng vứt đi hừ phiền lão đạo suốt ngày xem bói mà lại chưa từng nói ra lời hữu ích vô cữu đeo bao hành lý lên quay người đi ra ngoài cất giọng nói vật gia truyền không dám làm mất kỳ tán nhân nhìn bóng lưng kia rời đi nhịn không được thầm thở dài một tiếng hắn cũng không thích cái người trẻ tuổi hàng xóm kia rồi lại không đành lòng thấy đối phương lầm đường lạc lối vì một cái ý niệm không đâu trong đầu liền muốn tùy tiện đi xa thật sự là quá mức hoang đường thiên mệnh vô thường mọi việc tùy duyên a à. mà người nọ cũng không phải làm cái gì sai ít nhất có tính không bị trói buộc lòng dạ cũng tạm vô cữu đi thẳng đến nhà bếp đem hai cái bánh bột ngô còn dư lại nhét vào túi thứ này tuy khó nuốt xuống nhưng lại có thể đỡ đói mang trên đường có ít còn hơn không kỳ tán nhân đi ra ngoài một mình đứng ở dưới mái hiên nhìn xem người nào đó bận rộn nhịn không được hỏi người đã là người đọc sách cũng không giảng đạo lý tự cho là mình danh xưng công tử lại mất tinh thần như vậy lúc sắp chia tay có thể hay không nói ra lai lịch thân gia của ngươi vô cữu đi đến cửa sân trước thoáng mở ra một khe cửa lặng lẽ thò đầu ra bên ngoài nhìn quanh không gặp cái gì dị thường lúc này mới quay đầu lại cười nói trong mắt lão đạo ta vô cữu tên họ tục danh đều là giả dối đã như vậy ta nghĩ không cần phân trần kỳ tán nhân đúng lý đáp lại người không danh không tính xưa nay nào có ai mà bên này lời còn chưa dứt bên kia đã khẽ đóng cửa sân không thấy bóng người chỉ nghe một tiếng cười cười nói nói chuyển đến hắc hắc lão đạo ta sẽ nhớ tới ngươi sau này còn gặp lại kỳ tán nhân muốn nói lại thôi yên lặng chống cây gậy ngồi ở dưới mái hiên lập tức lại yên lặng bấm ngón tay ánh mắt thâm sâu theo mây đen đầy trời mà chậm rãi biến hóa sau này còn gặp lại Hôm nay tháng 5, ngày 8, giờ thìn, mưa rầm, có người đi xa. Hắn không ngần ngại tung một đồng xu, bốc quẻ. Hạ cấn thượng khôn, dưới đất có núi. Ngụ ý công cao mà không tự nhận, tên cao mà không tự khen, chức cao mà không tự ngạo, chính là một đời quân tử, che giấu khiêm tốn. Nhìn như bình thường, rồi lại vô dục vô cầu, được đại cát phù hộ. Hắn lần này đi vốn dĩ là khó tránh khỏi nguy hiểm, chẳng lẽ có biến.